Ok các bạn, chào mừng chạy với cho mình. Yay, mình là Benjamin bên đây. Hãy xin chào. Và trong hôm nay mình sẽ không chơi từ game Roblox nào hết. Và mình sẽ đến với một chuyên mục mới, chính là thời sự. Đúng. Và như các bạn đã thấy trước mặt mời các bạn, đó chính là một tựa game mới vừa nổi hiện nay, rất là nổi luôn các bạn, Squareby. Yay, và trong hôm nay mình sẽ nói về sự đóng cửa của Squareby nha các bạn. Nếu các bạn thích video này, hãy cho một like, subscribe để ủng hộ cho mình. Giờ cùng mình vậy thôi, let's go. Ok, thì bây giờ mình đã quay trở lại đây. Thì như các bạn đã biết, vào sáng nay tựa game Squareby đã bị tạm khóa lại, tạm đóng cửa lại đấy các bạn. Là làm cho rất là nhiều người hoang mang, không biết tại sao là tựa game đóng cửa. Có rất nhiều luồng ý kiến, ví dụ như người này nói là do dính bản quyền gì đó, dính một cái gì đó Roblox đã xóa nè. Và có những người nói là admin tạm thời đóng cửa để cho update tiếp theo các kiểu bla 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 hết. Và bây giờ mình sẽ nói cho các bạn nghe nguyên nhân tại sao mà cái Squareby này lại đóng cửa nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ nói trước nha. Đầu tiên là mình sẽ khẳng định là chỉ đây chỉ là đóng cửa tạm thời chứ không phải là đóng cửa luôn. Thì là nguyên nhân do admin á, mình tìm hiểu là do admin thấy nhiều cái bút này rồi chát quỷ bla 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 cái kiểu đó, thì admin là tạm đóng cửa lại để cho fix lại những cái đó rồi sửa chữa cái kiểu đó. Hoặc là admin có thể là do chuẩn bị cho những cái update tiếp theo, gọi là update 1 với các bạn của game Squareby này. Đó, thì các bạn cứ yên tâm, các bạn cứ chơi thoải mái, yên tâm cứ ngồi đợi đi, từ từ cũng mở cửa bạn chơi lại được à. Và khi mở cửa thì mình sẽ quay video cho các bạn xem. Ok, thì video của mình hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc bạn ngày mới vẻ. Bye, see you again. Nhớ subscribe cho mình nha. Bye bye.